Cái con chốt bỏ ra để biết làm bằng chứng. Nè. À. Cây mắt quá ta. Chị cấp ớt nhiều hả? Sao chị cây mắt dữ vậy? Gấp không có nhiều đâu chị. Chị gấp giỏi lắm. Trong đây thì đủ loại trái cây luôn các bạn. Đây là ớt, mặn, chôm chôm tất cả luôn. Còn đây là đá nha các bạn nha. Bây giờ mình sẽ đổ đá vào cái thau này. Đó. Và mình sẽ trộn lên. Đây là hai đôi đũa mình đã để sẵn rồi nha các bạn. Hôm nay mình sẽ chơi một trò chơi đó là đó là bịt nắp và gấp đồ ăn nha các bạn. Mà mình gấp cái gì là phải ăn cái đó nha các bạn nha. Thì hôm nay mình sẽ chia làm hai đội nha các bạn. Mình với bé này một đội, hai bạn đó một đội nha các bạn nha. Ví dụ như bây giờ mình bị bịt mắt, mình gấp cho bạn này miếng mặn thì bạn này phải ăn miếng mặn. Mình gấp cho bạn này trái ớt thì bạn này phải ăn trái ớt nha các bạn nha. Ok. Ok. Giờ bắt đầu nào. Bây giờ bịt mắt đi. Bắt đầu bịt mắt nha. Mở mắt khí nha. Không. Trời ơi, chắc rụng hết lông luôn á. Nhẹ nhẹ thôi nha. Nó còn thấy được. Đau quá. Trời ơi. Ơi đau đâu chúng em. Đây thùng này. Có thùng chưa? Lỏng lỏng thôi tại vì không thấy đường. Ờ, ôi bên nó phải nó khó thở. Ủa, con mắt cũng có rồi. Thở. Rồi. Cái gì á? Cái đầu ơi. Cái đầu gì hả? Từ cái thau. Rồi, ngồi vào vị trí hết nào. Đây. Đưa cho người mù cầm máy đi. Đâu? Đội màu nâu quá, chọt đuổi vô thau đi để tí không biết đường mà chọt cho tầm bậy tầm bạ. Đâu mình nâu vàng đây. Chỉ màu gì? Màu vàng. Màu vàng. Màu gì hả? Thỏ nâu rồi thỏ vàng. Nào cùng nhìn vào camera hai một cái nào. Hai. Rồi. Bây giờ cuộc thi bắt đầu. 1, 2, 3. Bắt đầu gấp đi. Đưa cái miệng lại. Đội nào gấp nhiều hơn nha. Đừng nghĩ đó luôn rồi. Ê, bây giờ mình ăn. Em đi không thôi. Hằng không được nói nha. Ừ. Ăn trường miếng bằng chứng để hai bên. Chưa lại để biết được bao nhiêu đội nào nhiều hơn. Cái miệng đâu?
con kia gần chết rồi, con này gần chết rồi Quy. Đời này Quy, Quy mà gấp tới mấy phút nó hiện chết ngắt luôn. Các bạn ơi, 5 phút đã hết rồi, được rồi, dừng lại. Giỏi quá. Ôi mình cười chảy nước mắt. Camera có hơi bị lắc nên các bạn thông cảm nha. Giỏi quá. Em ăn hết luôn rồi. Rồi đếm, đếm. Bây giờ đếm nha các bạn nha. Mình sẽ quay thẳng vào camera nhìn đây. Đếm, đếm. Đây bên đây là đội của màu nâu, đội của bạn Trí và bạn Hằng. Một cái ớt, một quả tắc, một cục đá. Mấy bạn đếm lại, đếm thành định số lượng bao nhiêu. Rồi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cũng thật là giỏi, 10 món. Đây đội của bạn Hiền thật là cười khôi. Một lần 4 quả ớt luôn. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Quá giỏi. Vậy là đội màu da mình chiến thắng nha các bạn nha. Mình... đội màu da mình chiến thắng, bây giờ mình đổi lại nha. Mình sẽ đổi bình mắt. Đổ bỏ này đi. Đổ bỏ đi. Mình đặt mắt bằng hàng sao? Ok. Sĩ số ở vòng 1 là 1-0 rồi nha. Bây giờ mình bắt đầu vòng 2 đổi người bị bịt mắt. Nào. Hãy hành hạ bé Hằng nào cho bé Hằng không thấy đường. Còn cho mình thấy đường được, mấy bạn hí hí được. Còn mà để ý hả? Có chắc không? Không. Chắc hơi khó chị, quá. Chị biết chị xí cho chặt. Không chị ơi. Bây giờ vô thở không thở được chết á. Chị che. Ok các bạn ơi. Mình đã giải quyết xong em. Rồi, vòng 2 chúng ta hãy nhìn vào camera và hai lần nữa nào. Hai nào nha lên. Xong nhìn vào camera hai một lần nữa nào. Chào camera nào. Rồi 1, 2, 3. Bắt đầu. Chờ bắt đầu nhớ lên đi, đuôi đuổi nhớ lên. Nhìn lên góc. Cái gì hụt lắc hụt leo vậy con. Cái gì vậy? Cái gì cũng phải gấp đem lên nha. Quyên lấy ra Quyên. Quyên dính chưa? Dính rồi. Ăn đi rồi mới thả xuống nha. Ăn đi rồi thả xuống. Lo cười đi, thua gắng chịu. Rồi Chí cầm lên thả xuống nha. Quyên. Rồi rồi gấp nhanh gấp nhanh. Gấp nhanh lên cố lên. Gấp chậm là hơi thua. 1 phút rồi, 5 phút là bị tính nha, 5 phút là thua đó, là gắng chịu. Để xuống cho em ơi. Chỉ phải để xuống cho hàng cái đó đâu rồi chị. Đâu rồi, gấp chạy đi, em một cái nào cũng có cái đó. Em đừng có lựa. Các bạn ơi, sau khi mở mắt người trong cùng mới biết mới biết mình gấp gì. Mình xin lỗi nha, camera có hơi rung lắc là do mình thấy mấy bạn gấp gấp đồ ăn quá mắc cười. Bạn Hiền rất là cười khôi, gấp một lần 3 cái luôn. Gấp đại đi, đừng có lựa nữa. Bữa nay bạn Hiền ám sát bạn Huy và bạn Huy đã ám sát lại bạn Hiền. Hai người ám sát nhau. Được luôn. Lần này quá được. Y như lần trước, một miếng táo và hai quả ớt. Ăn nghe nó dịu. Đội bạn Hằng yêu màu đỏ. Chết rồi. Thích màu đỏ. Mình chả biết mình gấp tứ luôn. Trời ơi, nhanh lên không thua nào, nhanh lên. Còn 3 phút nữa, gần 3 phút nữa, 2 phút rưỡi nữa. Thua rồi, nhanh lên Hiền ơi. Chơi đừng có nói. Nó chạy đi cái gì thì cũng ăn hết. Trời ơi, camera kìa chịu không nổi luôn. Cái gì không biết luôn. Trời ơi, bà Nguyên ăn giống như ăn xin vậy, ăn cướp vậy. Gấp là 4 miếng. Có tay nghề lắm mới gấp được 4 miếng nha. Trời ơi, đồ ăn Hằng công nhận tuyệt vời. Trong tương lai mình sẽ trong tương lai mình sẽ cho bạn Hằng đi thi gấp ớt. Thôi thôi, Hiền lại nhanh lên. Đừng có nói luôn. 90 lần bạn Hằng đã gấp ớt được 89 lần. Bạn Hằng rất là tuyệt vời. Ôi bạn Nguyên, bạn Hiền gấp bạn Nguyên lần 3 trái ớt. Giỏi vậy. Giỏi. Mày cấp tao Hằng. Ủa cái gì vậy? Chạy đi nhanh đi Hằng, Hiền ơi thôi. Kiểu này bạn Nguyên lũng bao tử rồi bạn ơi, các bạn ơi. Các bạn thấy bà Nguyên tội nghiệp thì hãy cho bà Nguyên một like, comment bên dưới nha. Nhớ subscribe đăng ký kênh cho bà Nguyên, bà Nguyên quá dễ thương rồi. Ăn ớt liên tục luôn, lột lưỡi luôn.
Trời ơi, bạn Hằng lâu lâu làm cho bạn Chí có độ ngọt. Nãy giờ toàn độ cay, không bây giờ độ ngọt. Quá tuyệt vời luôn. Giờ Hiền gấp ngỏ chứ. Giỏi. Giờ đụng dính, đụng dính rồi. Đụng dính quả ớt không? Mày lấy trái này bị dơ. Chúng qua tắt nữa. Mình gấp tạo nó có biết cái gì. Cái gì cái tay nó đụng được. Cái cha nó đụng sai người ta. Đó có cay không vợ? Em thấy sợ không thấy gì chứ. Trời, nó rớt đụng ăn luôn. Quá dễ thương, quá dễ thương rồi. Sao kỳ vậy? Hết giờ chứ tầm bài. Chưa, chuẩn bị hết giờ nha, chưa nha. Nó mù mà nó còn chửi nhau nữa các bạn ơi. Không có được ăn kinh sạch với người ta luôn á. Nó thấy đường là nó gấp tới đâu nó giục tới đó. Bạn Hằng ơi, không có cái gì hết, bạn Hằng gấp lại đi. Không có gì hết, con đâu ăn đâu mà con. Không có cái gì. Bạn Hằng ơi, hai lượt bạn Hằng gấp không có cái gì rồi. Ủa chứ tắt đó của chị Nguyên mà chị Nguyên. Tắt chị Nguyên bên này nè. Chị đây nè, dính cứng lắm. Dày quá rồi, chơi đâu hết giờ. 1, 2, 3 hết giờ. Các bạn ơi, bây giờ mình sẽ là trọng tài, mình sẽ kiểm tra hai đội nha. Đội ủa sao bữa nay chuyển hình vàng vàng bữa nay mà đâu, à tại do nãy chuyển người chuyển ấy. Bây giờ mình sẽ đếm nha, đếm đội bạn Hằng với bạn Trí nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ngày mai chiều nay đội bạn Chí bạn Hằng phải dẫn đội bạn Hiền với bạn Nguyên đi ăn lẩu nha, biết chưa? Thua, các bạn ơi, thua một cách tâm phục khẩu phục cho nên phải vỗ tay. Đúng rồi. Bye bye. Bây giờ mình sẽ xin chào tạm biệt các bạn nha. Nếu các bạn coi video thấy hay cho em mình xin một like và đăng ký kênh nha. Bye bye.